Dạ, con chào ông Sáu. Là ông Sáu có chia sẻ về ông Sư Thích Minh Tuệ, ông Sáu. Thì cũng có rất là nhiều bà con ở trong và ngoài nước cũng rất là hay về ông Sư Thích Minh Tuệ. Thì hôm nay con cũng xin phép ông Sáu có thể chia sẻ tiếp về cái con đường tu học của Sư Thích Minh Tuệ, được không ông Sáu? Xin chào tất cả quý vị. Nói về sư Minh Tuệ á, thì chúng ta phải khẳng định rằng một cái chân lý mà sư đã đeo đuổi đi theo, cái chân lý xưa kia Đức A Nan cũng là đệ tử của Đức Phật, cũng thực hiện cái vai trò này. Bây giờ sư Minh Tuệ cũng lặp lại cái đó để chi? Để gắn lên cái hình ảnh trước đây của Đức Phật và Đức A Nan. Rồi trong khi đó chúng tôi cũng mong rằng cộng đồng mạng cũng bớt bớt ủng hộ sư Minh Tuệ bằng cách rầm rộ quá, để cho sư được yên rảnh rang để sư niệm Phật, chứ rần rần ngủ ngủ quá thành ra không có làm gì được hết. Chúng tôi cũng tha thiết cộng đồng mạng, dân chúng, các tín đồ Phật tử cũng bớt bớt lại, bớt bớt lại, để sư có thời gian để mà niệm Phật, để mà tu luyện, chứ đeo đuổi hoài sư không làm ăn gì được hết, không làm gì được hết, mà thêm rối nữa, mà rối cho xã hội nữa. Thành ra tôi ý kiến là quý vị Phật tử, quý vị tín đồ Phật giáo phải suy nghĩ lại, mà bớt gặp sư Minh Tuệ, để chi sư có thời gian để tu học đó. Chứ còn mà buông qua đông quá thì làm gây gây rối cho sư, mà gây rối cho xã hội nữa. Thế là tôi ý kiến vậy đó. Các Phật tử cũng nên nghiên cứu lại. Chúng ta ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng mà hạn chế để cho sư có thời gian để tu tập. Chứ tối ngày ngày này qua ngày nọ mà rần rần ngủ ngủ vậy thì ngày không có tu tập gì được hết. Tôi ý kiến vậy đó. Các đệ tử Phật, riêng tôi cũng vậy. Tôi chỉ ngưỡng mộ là trên mạng, trên Facebook. Chứ còn làm rối beng quá thì nó không 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 hay. Cũng như riêng nhà sư cũng tu học, chứ không phải hiển thánh hiển gì, mà chúng ta đừng có làm ồn quá, thành ra làm rối cho sư. Nhiều khi sư hồi 5 6 năm trước tu thì theo con đường đó thì không có ai biết. Bây giờ được Giờ trên mạng giờ quá xá rồi. truyền thông nhiều quá thì dạng như tụ tập đông người á, ông Sáu Thì cũng ảnh bởi hưởng vậy ha. bây giờ phải giảm bớt, cái để tụ tập đó tiện được cũng tội nghiệp cho sư. Ông Sáu con thấy ở phía sau ông Sáu có cái bản 14 lời Phật dạy á, là như thế nào vậy ông Sáu? Tôi có ghi 14 lời Phật dạy để mình ra vô mình nằm lòng, để trau sửa cái thân mình. Bởi Đức Phật lúc nào cũng mở rộng vòng tay để cho tiếp rước cho chúng sanh đi vào con đường đạo pháp để giải thoát luân hồi, chứ không phải mà Đức Phật để bắt bẻ hay là bắt tội bắt lỗi hay gì chúng sanh. Không có, Đức Phật không bao giờ có. Phật chỉ dạy dỗ đấng toàn thiện toàn mỹ, dạy dỗ chúng sanh đi vào con đường đạo pháp để giải thoát cái luân hồi. Thành ra chúng ta cũng nên suy gẫm thế nào là chánh lý và thế nào là không chánh lý.
Với lại con thấy ông sư Thích Minh Tuệ là cũng đi khất thực mà cho đồ ăn không có cho, không có cho tiền, không có nhận không sao. Dạ. Ông không có kiểu bằng tứ đại gia không mà. Không gì hết. Chỉ một bữa đó là ai cho gì thì ăn nấy trong một bữa đó thôi. Qua cái giờ đó là không có ăn nữa. Dạ. À, tứ đại gia không. Dạ. Dạ. Cái đó là Đức Phật đã nói trước. Hồi trước nó phá ngài không được, nó thề rằng sau này nó sẽ lòn lõi vô cái hàng ngũ của đạo Phật để nó phá rối. Yeah. Thì bây giờ chúng ta đã thấy đó, có một số là thiếu đức tin bị phá rối. Yeah. À, thiếu đức tin, thành ra chúng ta phải dưỡng đức tin, tu là phải dưỡng đức tin, coi Phật dạy gì. À, chứ chúng ta mà tu mò, tu nhắm chừng, tu nước lớn thì tu, mà nước rồng thả trôi thì không có được. Yeah. Tu là phải chân lý, phải đâu đó đàng hoàng. Cái tu là gì? Tu là sửa. Yeah. Mà sửa ở đâu? Là sửa cái tâm. Bởi Đức Phật nói sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua nở nhị đơm thì là trần thế mà hờm béo quá. À, sửa, tu là sửa. Cái tâm mình cong queo, cái tâm mình là sân si quá, mình sửa lại cho nó hết cái đó. Đó là sửa. À, rồi chẳng lẽ bây giờ làm tốt là Phật bỏ hay sao? À, tôi muốn mong rằng anh em đạo hữu tín đồ của nhà Phật phải suy nghĩ lại cho chín chắn, thế nào là chánh lý, thế nào là chánh giác, thế nào là không chánh giác. Chúng ta phải suy nghĩ lại để chúng ta bớt đi, bớt những cái sai lầm. Chúng ta phải cảnh giác khi nghe một cái gì, cái lời ông sư đó thuyết pháp những cái gì mà chánh giáo thì mình nên để ý, còn không chánh giáo thì mình không nên để ý. À, bởi vì Đức Phật, lời của Đức Phật là lời chánh giáo. À, mà Đức Phật đắc quả cũng là đi khắp chu du khắp thế gian, rồi ông sư Tệ bây giờ cũng đi khắp thế gian chu du đó, để đem những cái gì hình ảnh của Đức Phật, biểu tượng của Đức Phật ngày xưa lặp lại là mấy ngàn năm rồi. À, bởi vì Đức Phật nói mấy ngàn năm nhân sanh sao xuyến, tu hoài mà sao chẳng thành. À, tại vì mình tu mà không có thực hành. À, tu phải hành, mà hành không đúng người đời mới nói. À, hành không đúng thì người đời mới nói. À, hành không đúng thì người đời mới nói. Rồi người ta nói cho mình trở lại phản ánh người ta. Dạ. Tu làm lành Phật bỏ hay sao? Đợi gì vô chùa cao Phật mở, chùa cao bố hối mà chúng ta không có nhiệt tình. Đấy. Bây giờ Đức Phật ngày xưa đắc đạo ở đâu? Ông là chê cung điện, ông chê chùa cao bố hối, ông chê hết cung điện gì ông chê hết. À, ông lấy cái khổ diệt cái khổ, giải thoát cái luân hồi. Thì bây giờ chúng ta tại sao mà bành trướng ra mà làm cho dữ vậy, hao tiền hao của cho chúng sanh. Đấy, cái đó là chân lý, là những chỗ đó. Người làm hiền Phật bỏ hay sao? Phật không bỏ ai hết. Không phải đợi lấy chùa mà Phật mới lấy. Nên là không tới chùa nhưng mà cái tâm người ta tốt, Phật cũng vẫn tự chúng sanh tu, tự chúng sanh làm lấy. Chứ Đức Phật chỉ giáo quá. Đó, Đức Phật khai thông cái tư tưởng của con dân đang hiểu rõ đạo pháp để mà tu học. Chứ Đức Phật không có
không có gì hết. Nay hù dọa, mới hù dọa, mốt hù dọa làm sao được. Mình làm bậc sư phải dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường đạo pháp. Cái này nè nên làm, cái này không nên làm. Đó, vậy mới phải là người dẫn dắt chúng sanh. Đó. Đạo là kẻ thừa hành Phật pháp. Các tăng chúng phải thừa hành Phật pháp để chi, để giáo hóa. Thì trong cái ông dạy đó là có những cái khắc khổ, những cái chân lý mình phải theo. Nè. Chứ tu mà đơn giản ai tu cũng được. Không khắc khổ là ai tu cũng được. Đúng không? À, Phật pháp đem đạo màu rải khắp thế gian. Đó, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Cái tăng á, là có nhiệm vụ để rải những cái lời của Phật dạy. Đó, chứ không phải mà ông muốn nói sao ông nói. Không phải, ông truyền bá cái đạo của Đức Phật, truyền bá những cái hay của Đức Phật mà dạy cho chúng sanh. Chứ không phải là, chứ không phải ông là cái gì mà ông sửa. Không có. Dạ. Có ông sư Minh Tuệ như thế này, là theo như sáu rồi cảm thấy như thế nào? Cái đó là một biểu tượng vô giá, quý giá lắm. Đó, ông bất chấp một cái gì hết, ông đưa lên cái biểu tượng của Đức Phật ngày xưa cách đây mấy ngàn năm. Dạ. Ông Ca Diếp cũng vậy, mấy ngàn năm. Dạ. Giờ ông lặp lại những cái hình ảnh đó để cho chúng sanh thấy. Đó. Dạ. Chứ đâu phải ông tu cá nhân ông. Ông tu cho chúng sanh. Đó. Dạ. Nhưng mà theo con suy nghĩ quan điểm như thế này, có nghĩa là ông sư ông đã tu theo con đường khổ hạnh vậy là 5-6 năm rồi, là không có ai biết hết. Dạ. Và rất là bình an, bình yên, yên tĩnh. Nhưng mà một vài tháng nay là nó đã rộ lên như thế này. Rồi bà con Phật tử tín đồ là biết ngưỡng mộ để mà theo sư. Mà cứ đông dần dần như vậy thì theo ông Sáu nghĩ là ảnh hưởng không? Hay là giống như là ông sư chuẩn bị 80 mấy nạn kiếp rồi còn nạn cuối cùng đó, ông Sáu thấy sao? Bởi vì ông á là đôi khi còn kiếp nạn, chứ không phải suôn sẻ đâu. Đôi khi còn kiếp nạn, những người tà kiến sẽ cho ông thế này thế kia thế nọ. Còn ông đi thì đúng cái chân lý là chánh kiến. Đó. Còn những người tà kiến thì cho ông thế này thế kia thế nọ. Đó. Mà ông bất kể, cái con đường của ông đi tu học là ông đi tới hoài. Ông nói chết rồi thôi, còn hơi thở là ông cứ đi hoài, đi hoài, tu học mà. Thôi con video này cũng xin được kết thúc. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cũng như là theo dõi về cái con đường của sư Thích Minh Tuệ, cũng như là yêu thương và ủng hộ kênh và nghe lời trò chuyện của ông Sáu đây. Thì cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Con chúc cho ông Sáu có nhiều sức khỏe. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử cũng như tín đồ của các tôn giáo cũng vậy nữa, nghe những gì lời lành, lời tốt, những cái gì tốt đẹp chúng ta nên ghi nhớ, không nên bôi bác. Những người ta làm được mà mình làm không được cũng không nên bôi bác. Yeah.